Xin được cảm ơn và kính chào quý vị đến với tin tức thời sự vừa được cập nhật của Báo Thanh Hóa. Sau đây là những thông tin chi tiết. Mời quý vị cùng theo dõi. Ngày 29 tháng 8, Tòa Nhân dân tỉnh Tiền Giang tuyên phạt bị cáo Lê Huỳnh Hải, 25 tuổi, ngụ xã hậu Mỹ Trinh, huyện Cái Bè, 13 năm tù về tội giết người. Bị cáo Hải còn bị phạt thêm 1 năm tù tội trộm cắp tài sản, tổng hình phạt là 14 năm tù. Theo cáo trạng, lúc 7 giờ ngày 11 tháng 2, sau khi sử dụng ma túy, Hải đã đi bộ đến khu vực chợ Cái Nứa thuộc xã Hậu Thành, huyện Cái Bè. Đến khoảng 18 giờ cùng ngày, Hải nhìn thấy bé trai tên là LNKT 3 tuổi đang ngồi trên ghế đá trước sân nhà thuộc tỉnh Lộ 869. Hải bị ảo giác và nghĩ bé T là con ma nên đến ôm bé đi đến kênh Mã Vôi cách nhà bé khoảng 80 mét rồi ném xuống kênh sau đó bỏ đi. Lúc này anh Phan Quốc Huy 30 tuổi, ngụ xã Hậu Thành là chủ quán cà phê gần đó thấy bé trai vùng vẫy dưới nước đã nhanh chóng cứu giúp. Bé T được đưa đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe, may mắn là không bị nguy hiểm đến tính mạng. Một ngày sau, cảnh sát đã bắt được Hải tại xã Mỹ Hội, huyện Cái Bè. Hải thừa nhận ném bé T xuống sông. Hội đồng xét xử nhận định, mặc dù hậu quả chết người chưa xảy ra, tuy nhiên ý thức của Hải là ném bé T xuống kênh cho ngạt nước chết. Việc bé T được cứu kịp thời là ngoài ý muốn chủ quan của Hải. Thời điểm này bé T chưa đủ 16 tuổi, do đó Hải phải chịu trách nhiệm hình sự về tội giết người. Ngày 29 tháng 8, Công an huyện Trư Quynh, tỉnh Đắk Lắk cho biết vừa làm rõ đối tượng đẽo gốc phá hoại 26 cây sầu riêng của một hộ dân trên địa bàn. Trước đó, sáng ngày 27 tháng 8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Trư Quynh tiếp nhận tin báo của bà Hờ Chip Bia, sinh năm 1980, ngụ xã Ea Cơ Thu, huyện Trư Quynh, về việc vườn sầu riêng của gia đình bị kẻ gian phá hoại. 26 cây sầu riêng của gia đình bà, trồng được từ 3 đến 5 năm, đã bị đẽo sạch vỏ quanh gốc. Vào cuộc xác minh, Công an huyện Chư Quỳnh đã xác định được Y Bia, 47 tuổi, chú cùng buôn là người thực hiện hành vi nêu trên. Tại cơ quan điều tra, Y khai nhận xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân từ trước với bà Hờ Chip Bia vào khoảng 0 giờ ngày 27 tháng 8. Y một mình mang theo một con dao chặt dài khoảng 46 cm đi đến vườn trồng sầu riêng của bà Hờ Chip Bia. Tại đây, Y chặt đẽo hết phần vỏ, gốc cây của 26 cây sầu riêng trong vườn của hàng xóm rồi thả nhiên về tròi của vườn nhà mình ngủ. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Trư Quỳnh đang tiếp tục thực hiện các biện pháp điều tra, xác minh để xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật. Tình trạng mâu thuẫn cá nhân dẫn đến việc phá hoại cây trồng liên tiếp diễn ra tại Đắk Lắk thời gian qua, làm ảnh hưởng đến kinh tế của nông dân và gây mất an ninh trật tự. Trước đó, công an huyện Krông Búc cũng đã khởi tố bị can đối với một phụ nữ 68 tuổi do có hành vi phá hoại gần 370 trái sầu riêng của một hộ dân cũng do mâu thuẫn. Đắk Lắk là tỉnh có sản lượng sầu riêng đứng thứ hai cả nước với tổng diện tích trên 32.000 ha, sản lượng ước đạt 280.000 tấn, sầu riêng hiện vươn lên vị thế vua trái cây của Việt Nam. Gia nhập nhóm nông sản tỷ đô khi đem lại giá trị xuất khẩu là 2,24 tỷ đô la Mỹ năm 2023. Xuất khẩu sầu riêng góp phần quan trọng giúp ngành hàng rau quả lập kỷ lục lịch sử 5,7 tỷ đô la Mỹ. Đường dây mua bán người từ Việt Nam sang Campuchia với tính chất phức tạp vừa bị các lực lượng chức năng tỉnh Tây Ninh phát hiện bắt giữ sau gần một tháng xác lập, triển khai và đấu tranh với đường dây mua bán người từ Việt Nam sang Campuchia qua địa bàn biên giới tỉnh Tây Ninh, chuyên án truy xét mang bí số TN724P do lực lượng phòng chống ma túy và tội phạm, Bộ đội biên phòng tỉnh Tây Ninh phối hợp với phòng cảnh sát hình sự PC02, công an tỉnh Tây Ninh đã khép lại khi bắt giữ được hai kẻ mua bán người xuyên quốc gia và giải cứu thành công nữ nạn nhân đưa về nước an toàn. Quá trình điều tra, cơ quan chức năng tỉnh Tây Ninh đã phát hiện những chiêu trò lừa đảo việc nhẹ lương cao của các đối tượng cũng như cách thức hoạt động. Qua đó, triệt phá chuyên án và chặn đứt được một đường dây phức tạp buôn người sang Campuchia. Theo hồ sơ chuyên án, qua công tác nắm tình hình và giả soát xác minh sàng lọc người Việt Nam lao động bất hợp pháp ở Campuchia do nước này trao trả về nước tại trạm kiểm soát cửa khẩu quốc tế Mộc Bài. Phòng phòng chống ma túy và tội phạm đã phát hiện hai trường hợp có dấu hiệu là nạn nhân của tội phạm mua bán người. Hai nạn nhân là GMD, ngụ xã Phước Hòa, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương, và VVT, ngụ xã Tân Hòa, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang. Qua động viên và khai thác thông tin từ D và T, lực lượng phòng chống ma túy và tội phạm đã phát hiện trong số các công dân mà lực lượng chức năng Campuchia trao trả lần này có Phạm Thị Kim Anh, 21 tuổi, chú phường Bảo Vinh, thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai, là mắt xích quan trọng trong đường dây mua bán người xuyên biên giới. Từ những thông tin ban đầu thu thập được, kết hợp với những thông tin mà lực lượng phòng chống ma túy và tội phạm nắm, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh đã thành lập chuyên án đấu tranh với tội phạm mua bán người từ Việt Nam sang Campuchia. Qua đấu tranh, Phạm Thị Kim Anh khai nhận cùng nhiều người Việt Nam làm việc ở casino tại Campuchia, tạo các tài khoản mạng xã hội để tuyển dụng người Việt Nam sang Ba Vét, tỉnh Svay Riêng, Campuchia để làm việc. Mức lương dao động từ 1.000 đô la Mỹ đến 2.000 đô la Mỹ một tháng. Sau khi những người này tới Campuchia và dính bẫy việc nhẹ lương cao, Kim Anh đã cùng đồng bọn bán các nạn nhân cho nhiều công ty cờ bạc, lừa đảo với giá từ 100 đô la Mỹ đến 500 đô la Mỹ một người. Thời gian sau đó, các nạn nhân bị cưỡng bức lao động, tra tấn, dùng nhục hình, trích điện. Nếu ai không chịu nổi thì điện về gia đình mang tiền qua để chuộc mạng. Điều tra mở rộng, ban chuyên án nắm được thông tin hiện còn một vài đối tượng cùng nạn nhân vẫn còn ở Campuchia. Do đó, ban chuyên án đã đề nghị lực lượng chức năng tại Campuchia hỗ trợ, truy xét để tìm ra nơi ở của các đối tượng và giải cứu người Việt. Sau quá trình điều tra phá án, các đối tượng đã bị bắt, chuyên án trên khép lại và đánh dấu một cột mốc quan trọng, chặt đứt đường dây buôn người qua biên giới của tỉnh Tây Ninh. Thời gian tới, các đơn vị sẽ tiếp tục điều tra các vụ án mua bán người và tìm cách giải cứu người Việt Nam bị lừa bán sang Campuchia cưỡng bức lao động. Mới đây, Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Xoài tỉnh Bình Phước cho biết đã chỉ đạo các cơ quan chức năng nhanh chóng xử lý và dỡ dứt điểm công trình biệt phủ sai phép tại khu phố Suối Cam, phường Tiến Thành, thành phố Đồng Xoài. Trước đó, Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Xoài đã ban hành ba quyết định xử phạt hành chính đối với bà Nguyễn Thị Thanh Bình, 42 tuổi, ngụ phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài với số tiền 38,5 triệu đồng về hành vi vi phạm trật tự xây dựng và đất đai. Theo ghi nhận, biệt phủ này bắt đầu được xây dựng vào năm 2022 trong khu đất rộng khoảng gần 11.000 m2, đã xây dựng hoàn thiện hai khu nhà rộng khoảng vài trăm mét vuông. Bên cạnh đó, trong khu đất nhà còn xây dựng hồ thủy tạ và một số công trình nhỏ khác. Điều bất thường của biệt phủ này là được xây dựng trên khu đất trồng cây lâu năm, chưa có thổ cư, vướng một phần trong quy hoạch đô thị. Sau khi phát hiện sự việc, ngày 20 tháng 10 năm 2023, Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Xoài đã có 3 quyết định xử phạt đối với bà Bình với tổng số tiền hơn 38 triệu đồng. Cụ thể, quyết định số 2334/QĐ-XPVPHC ngày 20 tháng 10 năm 2023, quyết định số 2336/QĐ-XPVPHC ngày 20 tháng 10 năm 2023 và quyết định số 2337 quy đề XP VPHC ngày 20 tháng 10 năm 2023 vì xây dựng công trình diện tích 384m2 trên đất trồng cây lâu năm, xây dựng nhà riêng lẻ tại đô thị, diện tích 323m2 sai phép xây dựng. Trong quyết định xử phạt, Ủy ban Nhân dân thành phố Đồng Xoài nêu rõ buộc bà Bình dừng thi công công trình và phải làm thủ tục đề nghị cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng điều chỉnh và có giấy phép xây dựng điều chỉnh trong thời hạn 30 ngày. Hết thời hạn trên, bà Bình không xuất trình được giấy phép xây dựng được cấp thì phải tự phá rỡ phần công trình vi phạm theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, sau đó công trình không bổ sung được giấy tờ liên quan nhưng vẫn được hoàn thiện và ngang nhiên tồn tại sau gần một năm nhận quyết định xử phạt. Theo ghi nhận, Ủy ban nhân dân phường Tiến Thành đã báo cáo vụ việc và xin ý kiến Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Xoài tiến hành cưỡng chế. Bên cạnh đó, sau khi nhận được phản ánh của người dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước đã có văn bản chỉ đạo các cơ quan chức năng làm rõ vụ việc. Theo đó, Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Xoài đến thời điểm hiện tại, chủ đầu tư đang tháo dỡ các công trình vi phạm. Chủ đầu tư cam kết tiếp tục phá dỡ toàn bộ công trình vi phạm để trả lại hiện trạng ban đầu. Tiếp đó, Ủy ban nhân dân phường Tiến Thành đã có thông báo đôn đốc thực hiện biện pháp khắc phục công trình xây dựng vi phạm đối với bà Nguyễn Thị Thanh Bình. Tuy nhiên, đến ngày 20 tháng 11 năm 2023, đã hết thời hạn thực hiện các biện pháp khắc phục, nhưng bà Bình mới khắc phục săn lấp trả lại mặt bằng hồ thủy tạ và mới tháo rỡ một phần mái ngói các công trình vi phạm. Do đó, Ủy ban nhân dân phường Tiến Thành tiếp tục đề nghị bà Nguyễn Thị Thanh Bình tự thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả theo quy định. Nếu hết thời hạn 10 ngày, bà Bình không thực hiện các biện pháp tháo gỡ, Ủy ban nhân dân phường Tiến Thành tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Xoài cưỡng chế phá rỡ công trình theo quy định. Đồng thời, Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Xoài cũng đã có văn bản đôn đốc Ủy ban Nhân dân phường Tiến Thành khẩn trương thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả theo các quyết định xử phạt hành chính đối với công trình vi phạm của bà Bình. Cũng theo Ủy ban Nhân dân thành phố Đông Xoài, sau khi báo chí phản ánh, chủ đầu tư đã và đang tháo rỡ các công trình vi phạm. Qua làm việc, chủ đầu tư cam kết tiếp tục phá rỡ toàn bộ công trình vi phạm để trả lại hiện trạng ban đầu trong thời gian chậm nhất 30 ngày kể từ ngày 26 tháng 8 năm 2024 cơ quan chức năng sẽ tiếp tục theo dõi, đôn đốc chủ đầu tư chấp hành nghiêm biện pháp khắc phục hậu quả đối với các công trình trên theo đúng quy định. Trường hợp chủ đầu tư, người sử dụng đất không tự khắc phục hậu quả và dỡ công trình vi phạm theo quy định sẽ tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Xoài chỉ đạo phường tiến thành khẩn trương củng cố hồ sơ và tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố ban hành quyết định cưỡng chế buộc khắc phục hậu quả để xử lý triệt đề hành vi vi phạm theo quy định.